Yo, what's up guys? Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại chương trình VRT của Crew. Và ngày hôm nay thì một ngày mà đã ra Tết rồi, chính xác là ngày mùng 7 Tết. Mọi người bắt đầu đi làm. Mình thì cũng có dự định trong tương lai ra Tết. Thì nói chung là cái ngày đầu năm ra Tết thì mình cũng có một chiếc máy để có thể review cho anh em. Như ở sau đây thì mình đã sắp xếp lại gần như toàn bộ, có một con Xbox và một con GameCube thì mình chưa mang về thôi. Nhưng mình sẽ cố gắng update sau. Vì con GameCube thì mình cũng sắp mang đi để thay mắt đọc, tại vì con này mắt rất là kém. Phải thay mắt đọc thì có thể đọc đi đĩa đĩa chép, tại vì nó có thể chơi đĩa chép khá là ngon. Mình có thể đã một chip rồi. Nhưng mà cái đấy nó không quan trọng. Cái quan trọng ngày hôm nay là mình review cho anh em một cái cỗ máy đời Max Tống, còn hơn là đời Max Tống cơ. Đó là con PS2 Fat. Con này PS2 Fat này khác với con Slim mà mình đã review cách đây hình như là 2 năm trước. Thì con Fat như nó ở sau đây này. Thế là thấy. Hôm nay chúng ta sẽ review con PS2 Fat, một trong những con PS2 được gọi là đàn anh cả của dòng PS2. Cái lịch sử phải gọi là quá hoành tráng, quá hùng vĩ. Many months later. Ok, và để tiếp tục với chương trình của PS2 Fest vào ngày hôm nay, tức là mình mất một khoảng thời gian dài, mình hoãn cái video đầu tiên anh em ạ. Cho nên là mình sẽ tiếp tục cái video này chỉ sau mấy tháng mình mới bắt đầu quay trở lại review anh em ạ. Nói chung là nhìn chung đây là phần tiếp theo của con PS2 Fest. Ok. Thì như mình đã giới thiệu ở cái đoạn trước ấy, đó là con PS2 Fat thì nó là một trong những đàn anh cả của PlayStation. Cho nên là kiểu một con Fat thì mình nghĩ là nó cũng chả có gì đáng để bàn cả, nó có hoàn hảo rồi. Nó quá hoàn hảo rồi anh em ạ. Cho nên là kiểu nhiều khi mình phải nói thật với anh em là nhiều khi mình phải là bỏ rất là nhiều thời gian và công sức lắm để mình review cho anh em mà mặc dù bây giờ mình đang làm shop. Nhân tiện đây thì mình có mở shop chuyên bán đồ máy chơi game và nhập, nói chung là cũng kiểu bán các thiết bị và đa phần là PS2. Thì anh em nếu mà quan tâm anh em hãy qua có thể inbox trên Facebook của mình là Nguyễn Tuân. Ok. Thì quay trở lại với chủ đề chính. Đây chính là con PS2 Fat anh em ạ, một con đời Max Tống luôn. Thì con PS2 Fat này nó có một cái điểm gì nó hay. Cái điểm hay ở đây ý, thứ nhất đó là máy dày. Rất dày, rất to, nặng nó phải ngang cơ con Xbox Classic cơ. Thứ hai là nó có một cái đặc điểm gì nó hay nữa, đó là không phải nhìn này được. Ok, nó không phải gay đâu. Cái đặc điểm hay thứ hai của nó ấy, là con này có một cái adapter. Mặc dù là dành cho loại SATA của tàu khựa, cái loại fake ấy, hay là cái loại xịn chăng nữa ấy, thì con này có một cái đặc điểm rất hay, nó có adapter anh em ạ. Cái điểm khác biệt hoàn toàn so với con Slim. Đây, mình cho anh em xem luôn. Đây là một con Slim 7X. Đây một con Slim 7X. Anh em nhìn nó khác không? Rất khác đúng không? Đó. Cái điểm khác biệt đầu tiên nhìn giữa con PS2 Slim và PS2 Fat là anh em nhìn vào cái dáng nó biết như nào rồi. Cái điểm thứ hai đó là con PS2 Fat ấy, nếu mà nói về độ châu chó thì con này nó bền hơn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà về thay phụ kiện hay thay linh kiện thì nó lằng nhằng hơn con Slim rất nhiều. Thì nhìn chung là con PS2 Fat này cũng có hai cổng USB anh em ạ, hai cổng USB 1.1 khá giống của con Slim, không khác gì nhau cả. Vẫn hai cổng đây là hai cổng thẻ nhớ này. Vẫn hai cổng tay cầm. Mọi thứ nó vẫn thế, nó chẳng có gì khác biệt. Nó chỉ khác một cái là nó có thể cắm được tay cầm đằng sau và quạt nó thì to hơn rất nhiều so với con Slim. Anh em thể để ý là quạt của con Slim ấy nó chỉ bằng một nửa cái quạt con Fat, mà quạt con Fat thì nó phải bằng cả một cái ô như thế này. Và thứ hai là con Fat này có một cái chế độ bảo vệ điện an toàn, khá là an toàn hơn so với con Slim, đó là nó có công tắc. Vốn dĩ Slim đích có cái này. Cái công tắc này thực ra nếu mà nhiều khi anh em mà bảo thừa ấy thì xin lỗi các anh em chứ mà cái công tắc này nó cực kỳ hữu hiệu. Tại vì sao? Vì nhiều khi trong trường hợp nhá, mình có thể phân tích qua luôn, đó là về con Slim ấy, nhiều khi trong trường hợp khi mà mất điện hoặc là khi mà anh em cắm điện mà nhiều khi không muốn rút ra rút lại nhiều lần ấy, thì con Slim thì đương nhiên là rút cái là bay luôn, hỏng là tịt luôn, nó không có một cái gì điểm ngắt cả.
Nhưng con phét lại khác anh em ạ. Con phét chính cái này nó giống như một dạng cái cầu chì ấy. Một dạng như cầu chì ấy. Đó. Nó như là một cái dạng tắt tắt nguồn bật nguồn luôn. Tức là anh em thấy rất là thoải mái. Ví dụ như anh em để cắm điện nhưng mà không muốn kiểu tốn điện đấy, anh em phải tắt tắt đi đó đi các bạn, đéo ảnh hưởng cái lồn gì cả. Nhưng mà đi với các bạn kiểu ví dụ chuyển sang cái này. Cái này. Đây là nút nguồn của nó nhé, nó có nút nút nguồn này anh em ạ. Cái nút nguồn phải gọi là fucking awesome luôn. Tại vì khi mà nó cũng để tắt đi bật lại, nó cũng để tắt đi bật lại, nó cũng để reset các thứ. Nhưng mà nó không nó nhưng mà nó lại không thiết kế kiểu dở hơi như con Slim anh em ạ. Slim nhiều khi kiểu nó chung nhau một nút. Nó chung nhau một nút luôn. Và cái cuối cùng nó là điểm rất hay là con này rất dễ soft mod, tức là nó không phải kiểu như con Slim anh em ạ. Nhiều khi anh em sẽ nghĩ rằng con Slim nó cũng hack được như con Fed, nhưng xin lỗi anh em, nó không hề quá adapter ổ cứng. Và chính vì điều đấy, cho nên khi mà Slim chơi ổ cứng ngoài ấy, bằng cái thứ USB của nợ này, mình thề với anh em luôn, đéo đảm bảo đâu, thật. Tin mình 100% đảm bảo chơi không an toàn luôn. Nhiều khi mẹ bên shop mình còn đách đách nhận làm luôn. Trong nó bên mình này, không cần cổng này anh em ạ, có cái này. Con phép thì vẫn bền hơn, nhìn chung là nó vẫn bền hơn. Tức là nếu mà nói về soft mod thì con này khoảng thoải mái, cả soft mod và cả hot mod 100% điểm 10 luôn, 10 trên 10 luôn. Thứ hai là kiểu về cái ổ cứng thì con này có thể hỗ trợ tối đa là ổ 500 GB, nói chung là khá là thoải mái cho anh em rồi anh em ạ. Kiểu vừa có thể chơi được đĩa chép, vừa có thể chơi được trong ổ cứng, khá là thoải mái. Mà thậm chí anh em này cài game từ đĩa vào ổ cứng luôn. Nói chung là nó giống như một con PS3 ấy, kiểu dạng như giống như một con PS3 ấy. Anh em hãy cài khá là nhiều khá là nhiều cái phần mềm hay trong này. Anh em có thể quản lý tập tin, có thể cài một số thứ. Nếu mà ví dụ như sử dụng, thậm chí nếu như anh em mà sử dụng adapter xịn ấy mà nó hỗ trợ ổ ATA IDE ấy, thì anh em có thể chơi tức là ta có thể kết chơi game kết nối qua qua dây mạng luôn. Đó, chép game qua dây mạng luôn. Còn nếu mà ổ SATA thì hơi bất công một tí, hơi bất lợi một tí. Đó là anh em sẽ phải tháo cái này ra và để cắm vào một cái đầu đọc máy tính để vào PC. Mà nhiều khi thì cái ổ SATA ấy nó không to hơn cái ổ ATA IDE là bao đâu, cho nên là nhiều khi cắm vào đây nó vẫn hơi có gì đấy, nó vẫn hơi lỏng. Cho nên nhiều khi anh em phải chèn giấy. Đó là điểm yếu. Còn đúng ra là PS2 thì hỗ trợ ổ ATA tốt hơn. Đó. Thứ hai là về các cổng kết nối thì vẫn vậy thôi, chả gì khác cả. Vẫn là một cổng AV, vẫn là một cái cổng quang, đây là cổng quang optical này. Và có một cái dây nguồn thì nó khác thôi. Dây nguồn nó cũng là hơi hơi giống hình số 8 này, anh em phải để ý kỹ này. Hơi giống hình số 8 nhưng mà nó hơi vuông ở hai đầu sau. Ba cái nguồn hoàn toàn khác nhau. PS2 thì nó lại là kiểu dây số 8, đây là 9X, còn con 7X thì nó sẽ lại kiểu chân tròn giống như PSP ấy. Đó. Thế nhiều khi nói chung mà cũng khá giống PSP phần nào đó. Ok. Thì về mắt đọc con này khá là trâu. Khá là trâu hơn con Slim. Tại vì mắt đọc nó không phải mắt đọc lộ thiên anh em ạ, mắt đọc nó mắt đọc ẩn bên trong này luôn ấy. Và thứ hai mắt đọc nó khá là to. Nó không phải kiểu như con nào đó. Yep. Cho nên là khi mà mình cũng chia sẻ luôn về con này và đồng thời mình cũng nói luôn đó là khi mà anh em nào ấy mà muốn tìm mua một con PS2 hay là muốn sử dụng một con PS2 thì mình khuyên thật và mình cũng review nhanh luôn. Con này tuyệt đỉnh. Đéo gì để nói nữa. Và kiểu nói chung là nó cũng giống như con Slim thôi, chỉ khác là kiểu máy dày to đấy trong này thôi. Thứ hai là kiểu bền hơn. Thì đấy là một điều khuyên chân thành luôn, đó là đối với các anh em mua máy, nhất là anh em tìm và săn máy, tìm và săn PS2, thì mình nghĩ rằng nếu như anh em có nhu cầu chơi một cái món đồ đó ổn định hơn mà nó không phải kiểu thích kiểu chơi đĩa, kiểu như kiểu vừa chơi đĩa vừa chơi ổ cứng hoặc vừa chơi ổ cứng, thì con này hoàn thành tốt. Nhưng nếu như anh em mà kiểu dạng kiểu là kiểu typical, kiểu dạng mình thích chỉ chơi đĩa hoặc kiểu đĩa như thế này ý, thì mình khuyên một điều, anh em cứ mua Slim mà quất. Đó. Slim thì thực ra thì nếu mà để nói về thay thay mắt thì con này mắt đại trà lắm. Tại vì bây giờ bọn tàu khựa nó sản xuất khá là nhiều mắt. Mắt của Slim, thậm chí là mắt của con hiếm như Sega Saturn ấy. Đấy nhá, cho nên anh em nhớ nhá, nhớ một điều cho mình ấy, đó là PS2 hiện tại là nói chung là chỉ có 3 mẫu. Slim là một, Fed, Slim, sorry,
Sorry. Phép là một, phép thì thường nó sẽ có ở các đời, đó là 3000, 3001, 3004, 3000, nói chung là 39001 bản GT, kiểu những cái bản đặc biệt, những cái bản màu màu ấy. Nói chung anh em này để ý mã là sẽ biết là nó là hệ nào. Thì thường nó sẽ gắn ở đây. 5000. Đó, nói chung là có 1000, 3000 và 5000. 1000 thì thường 1000, 1008, 1002 đó, đó những cái con mẫu 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 phép nha, mẫu phép. Con thứ hai đó là con Slim. Đây là con đời đầu của Slim này. Đây là con 7X này. Con này thường có một cái mã là SCPH 700 bao nhiêu đó. Nói chung là 7X, gọi là con 7X. Và cái con mã thứ ba ấy, đó là cái con mà mình đã review ở trong cái video trước. Nói chung là anh em này search ở trong cái kênh của mình nó sẽ ra, nó con 9X. Con 9X thì nhiều anh em biết biết rồi. Còn con đó là, nói chung là mã SCPH 9X bla 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 bla, đó là mã đời cuối. Nói chung là có 3 mã. Thì nếu như anh em mà là người thích chơi đĩa, kiểu thích thì phải kiểu swap đĩa các kiểu, kiểu ví dụ như tăng có năm đấy các thứ, thì nên chọn dòng Slim. Còn thay mắt thì nói chung là nó khá là ok. Còn nếu mà ví dụ như anh em là con người thích kiểu chơi kiểu giống như kiểu chơi di tắc Xbox 360 ấy, thì nói chung là nên cứ quất cái con phép này. Nhưng mà thực ra thì con phép nó sẽ bền hơn đó. Đấy là mình khuyên khuyên Hành, còn lựa chọn thế nào là lựa chọn anh em. Nhưng mà mình nghĩ là anh em nên không nên cái kiểu gọi là đã mua Slim rồi ấy, mà lại còn đòi hack như con phép ấy, thì mình nói thật cái đấy kiểu dạng giống kiểu tiền hit mà đòi hit, tiền ít mà đòi hit pip thơm ấy đấy, hiểu không? Cho nên là ấy, nói gì thì nói thì cái con PS2 thì Fat hay Slim thì tùy thuộc vào đối tượng anh em muốn chơi như nào thôi. Còn nói chung là Slim thì vẫn nên chơi đĩa, còn Fat thì vẫn nên chơi ổ cứng. Ok, cái video review kiểu flash của mình đến đây, kiểu dạng tốc độ nhanh đến đây là kết thúc. Đấy, anh em nhớ like and subscribe, và đồng thời đừng quên ủng hộ shop mình nhá. Nếu như anh em nào có nhu cầu mua đĩa, anh em có thể ghé qua shop mình 254 Thị Khuê, hoặc mình đang hiện tại đang bán cái sản phẩm đó là PES 2020, có bản cập nhật các thứ, nói chung là khá là đầy đủ và khá là hay. Anh em có nhu cầu mua thì nhớ inbox mình, hoặc có thể gọi qua số điện thoại là 0766 258 115, đó là số shop mình đó. Thế thôi, nói chung là end to myself, like and subscribe. Ok.